kiến đem lại hiệu quả cao cho người học. Sau 9 năm đào tạo chương trình Diploma sau đại học chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh, Trung tâm Đào tạo khu vực Simeo tại Việt Nam đã tổ chức được 13 khóa cho hơn 500 giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác. Ngày 9 tháng 7, Trung tâm đã trao bằng tốt nghiệp cho 80 học viên khóa 11 và 12 và khai giảng khóa học 13 và 14 cho 80 học viên mới. Đây là chương trình đào tạo theo phương thức bán từ xa do Trung tâm Ngôn ngữ khu vực của Simeo tại Singapore trực tiếp giảng dạy và cấp bằng. Mục tiêu chính của chương trình là giúp các giáo viên tiếng Anh nâng cao kiến thức và các kỹ năng dạy tiếng Anh. Trung tâm đào tạo khu vực Simeo tại Việt Nam hiện cũng đang hợp tác với Đại học Curtin của Úc và Trung tâm Ngôn ngữ khu vực của Simeo tại Singapore thực hiện chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh cho các học viên đã hoàn tất chương trình diploma. Dự kiến khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành giảng dạy tiếng Anh đầu tiên sẽ tốt nghiệp trong tháng 8 sắp tới.